Mến chào toàn thể quý cô bác và anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Còi La Lin. Quý cô bác ơi, đằng trước đây chính là Ủy ban Nhân dân của xã Trịnh Tường. Hôm nay thì em còi xe đi lên trên này để mà rút tiền của ông ăn sắn. Nên như các bác biết đó, thì trước đó thì chúng em có kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ cho ông ăn sắn là xây nhà. Sau khi xây nhà xong thì còn dư là 25 triệu. Đây 25 triệu thì chúng em đi gửi ở chỗ Ủy ban Nhân dân xã này này. Đấy, bây giờ thì Tết năm 2022 rồi. Bây giờ em có sẽ đi vào trong này để mà lấy tiền cho ông ạ. Cói vừa từ trên ủy ban xuống. Này, tiền đã lấy rồi đấy ạ. Tại vì trên kia là có đang mở nhạc Tết ý, em có không ghi hình được nên sợ dính bản quyền nhạc. Nên có lên lấy là cũng nói chung là ký giấy tờ đàng hoàng để nhận tiền. Lấy người lấy tiền là có ấy. Nên có đếm ạ. 1 triệu này. 2 triệu này. 3 triệu này. 4 triệu này. 5 triệu. Nhận đủ số tiền là 5 triệu. Bây giờ là tiền của ông ở xã là còn 20 triệu nữa cô bác ạ. Bây giờ sẽ lấy tiền và mang về cho ông mua quà cho ông. Đấy, còn lại thì vợ chồng em có sẽ giữ giúp ông để mà sau này ông cần cái gì sẽ mua. Bây giờ em có đi về và lên thăm ông đây cô bác ạ. Ô, chào ông nhá. Ông phải gió. Ông bỏ quỷ ra, mở cửa đi. Ông phải gió, phải đang chờ này. Này, cô ba người chúng em đã đến nhà của ông rồi ạ. Ông Pết chưa về đúng không? Pết chưa về á? Vâng. Pết đi đâu? Ô, ông ở lộn thuộm quá, nó thử phân coi. Ờ, phân nhỉ? Ông dạo này béo đấy, đau răng à? Vâng. Đau răng à? Nhà mụn. Hả? Nhà mụn. Bọn miên sẽ ốm nha nè. Ông bị ốm rồi. Không phải ốm, ông bị đau răng. Đau răng à? Ôi giời. Ông à, nó béo đấy phô á. Đấy phô á, người thấy hơi sâu tăng. Lộn thời gian à? Ông bảo là sao đến tên rồi vẫn chưa dọn được nhà u, sao nhà cửa ông lụn thuộm hết thế này? Tên phải dọn đi chứ. Chưa về đâu. Pê chưa về. Đi đâu à? Đi đâu à? Này, ông có trứng gà này cô bác. Ý, 2 quả. Tên phải dọn đi ông ạ, à, củi vứt ra bên ngoài. Phát dành đâu ông ạ? Ừ. Chưa gì, vừa làm gì cái này. À, con đang bảo ông đang làm cái gì? Đi làm cái gì chứ, bẩn như kia. Chắc vậy á. Nên là ông nhặt cái củ gì đây? Ồ, khoai. Ông wow. À? Này hậu này hồi đó tu đấy. Hả? Hậu này hồi đó tu. Đây. Ông trắng. Trắng à? Hả? Nhiều trắng trên chút bữa. Cũng thấy à, này à? Hậu này á? Hậu, hậu. Ông trắng. Ở đấy rồi, trở lại hẳn tôi. À, ông trắng nhỉ? Này mau nha. Hả? Mau nha. Mau nha. Nhắn tu. Ừ. Nên có hỏi ông là cái này ông chồng và ông chồng nhà. Nhưng mà ông đau răng không ăn được. Ông bảo em có là ăn thì tí mang về ăn. Ôi. Ông này nhân phép chủ dâm dành nha. Phước dành đau thì bút bèng. Chứ ông này lỗ hôm mày hết từ bút bèng ấy. Hay với con nha. À với tiếp nữa. Ôi. À với tiếp nữa. Chủ dâm dành chưa. À ông chưa dọn được. Ông bảo thế. Nhưng cơ bản là năm nay thấy ông là cũng già và yếu hơn rồi. Này ăn răng nha. Hả? Này răng nha là. Năm. Ừ. Nó già nghe răng. Ờ cái đèn này thì vẫn sáng. Ôi, ông là kệ. Làm nào làm, phải làm điếu thuốc nào chứ đã.
Này chúng em là lấy tiền của ông trước gửi sai ạ để mà mua quà Tết cho ông. Ông là những cái gì mà không dùng được ở ngoài đường là ông cũng mang về hết để mà cất vào nhà. Dây dợ các thứ, củi thì cũng đầy. Hả? Ông bảo là năm nay ông đau răng nên là ông không có đi lấy củi được. Nay có buôn nhẫn sau hề mà. Nhiều củi lắm rồi ông ạ, không phải lấy đâu. Chàng mày nha. Mày nha. Mày bị chiến ông? Đúng rồi, mày nom nhá. À mày nom nhá, mày bị chiến ông? Mày nom chấm có đi. À hiện là mày bị chiến ông? Hiện là cứ như yêu hôi phá mày nhị chiến ông. Nhị chiến ông? Ừ. Cà hô cà phê. Yêu hôi phá mày nhị chiến ông. À, cô bác ơi em có hỏi là ông con gà không? Ông bảo là cả to cả bé, ông có tầm khoảng 20 con. Mà đó, với đồ. Nơi bên này thì ông có một ổ gà đây, con gà đang đẻ trứng. Đấy, ui, trứng nhiều nhỉ. Nhìn ngon thế, trứng gà ta đấy. Này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, độ khoảng 16. Đây, chắc nó ấm rồi đấy. Hôm nọ ông bán một con để ông đi cắt tóc rồi. Không là thế. Mang con gà á? Ừ, mày thấy chết thôi, phun ông. Con gà của ông già quá rồi, con nào già quá thì mang đi bán đi ông ạ. Hắn ông che, ông như che cổ hế, ông to mình mày đấy ông mày. Ở lấy đi nhà ông úi tề, tề che con lún hộ à. Hiu nha, che cổ hế, không tề che. Tao thấy tại úi rồi. À, phun ông úi. Nếu tề che hô ấy, ông mày tề mà nhá. Nên ông úi tề, nên có giải thích mà là ông bán bơn những cái con gà già kia bởi vì con gà nó cũng lâu rồi ấy. Cũng phải mấy năm rồi nhỉ. Thì mua những con gà này nó còn non thì cho ông nuôi. Ông à, nay giờ mình mới đi sáo và cho ông Nhi Trình. Ông Nhi Trình nào chở béo thì ông chạy từ Trình không à? Ông trắng nhỉ? Nào thì ông cho như vừa mình đem về xá gửi chăn Nhi Trình chiều cho nha. Cái tiền ngày trước làm nhà của ông còn thừa ấy. Phải để em nói chứ nào. À. Trắng nhỉ? Bữa chùi xá Nhi Trình chiều. Ý hoài đi như mình cắt ông cho pia chiều tay. Cho pia chiều tay mày tay cái này phun ông. Pia chiều? Ừ, như cho pia chiều. Nghe mà chiều chiều. Nghe mà nhị chiều chẳng đang cắt ông năn. Nghe mà nhị em mà nhị chiều. Ờ, ông mà nhị chiều, như cho nhị chiều chiều. À, như cho pia chiều à. Ôi, đi là. Ờ, đi mẹ xá mà, hiểu nhá. Ôi, nghe mà có pia là. Ờ. Nên mày ủy ban quá à, hiểu mà. Này em có giải thích với ông là bây giờ thì em có là vừa mới rút của ông là dưới cái tiền của ông dư làm nhà đấy đấy. Ở dưới xa là trước là gửi 25 triệu thì bây giờ là Tết là rút 5 triệu là còn 20 triệu. Thế chị Hằng ấy đi cho tài mài tại cái này ông ấy. Ông mài cái này chị Hằng nhá. Tránh kè à? Đấy em có hỏi là ông đã mua sắm Tết chưa thì ông bảo là chưa. Này yêu ơi tài mài. Thế cho ông như chịt mái hồ nó ông Nhi á. À. Hôm nay mua sắm luôn cho ông. Nay là sắm Tết luôn cho ông. Ông phải mua gì nữa? Lấy ống sừng mái ô. Hay nha. Chết quá. Đây nè. Mái phun ông pia chan o để ông hàng. Có để đấy đâu không buồn. Pia chan o. Này này chúng em mua là 5 cân thịt lợn. Cho ông là 500.000 này. Bảo ông sấy nhá, không tặng ông sấy nhá. Gà thì hôm nay là chúng em có mua là 13 cân. 13 cân gà là nhân với giá là 70 là bằng 910.000. À, nước mắm một chai là 25.000, dầu ăn là 35.000, dầu rửa bát là 30.000, mì chính là 50.000, một bịch giấy vệ sinh là 50.000. 10 gói phở khô là 100.000, kẹo mứt Tết là kẹo cái này mứt Tết là 100.000 này. Muối một gói là 10.000, bột giặt cộng lại dầu gội là 50.000. 2 cân cà khô 140.000. Đấy, bỏ hết ra cho ông. Em dịch cho ông. Ê, hơi cho ông như chín tẻ, mai bó. Bỏ hẳn ra cho ông mới biết được. Pia chan o là pia phẹ. Pia năm che này, đi như chỉ pham chan, nhưng mà chết thì chín thì chan. Chua pia chụp chín. Này, nước mắm. Đây, đây, đây. Ở trong thùng này, trong thùng này. Đây, chua bẹ, chiều chín. Chua bẹ. Chua bẹ, chiều chín. Đây, 10 gói phở khô đây.
Thì ông rất là thích ăn cái gói này này, ừ. Mua cho ông. Ông đo răng thì ăn cái này thì hợp như thế. Ông hay lấu nôn nhão ra. Này, nước nước mắm này. Nước mắm. Ừ, dầu rửa bát này. Lúc này giáo viên thỉnh dậy. Ô. Có bảo là cái này dùng cái dầu rửa bát này cho nó sạch sẽ. Đấy, mình chỉ mua hẳn cái gói to 1 cân trông. Mì chính chưa? Mì chính này. Rau gì ngay ra bà gái. Với dầu gội. Rất quần áo đấy, em bảo ông. Muối. Muối, cái đó còn búp búp mà. Ông nào ông còn 3 gói muối nữa thôi, đừng có để ông ăn dần ở đây nhá. Ông đi chợ xa thôi, cứ mua dần cho ông. Đấy. Ông đi chợ thì cũng xa. Ừ. Mai đi, y chan đeo dài, bẻ phấy. Y chan chết thì xin. Cá khô để được lâu. Cá khô thì để lâu. Ừ, ông xây khô đi. Trong này vẫn còn cả sở này. Đây là tổng là 10 gói. Trong ăn dần. Sao Pết vẫn chưa về hay là Pết đi? Thế sao Pết mình đi nhi tổ nhá? Chắc Pết. Pết trong đi. Đi chị gái thôi. Sợ đi chị gái rồi á. Nghỉ được nghỉ học lâu rồi mà. Cái này sao làm cái này để tổ với tổ. Ông bảo là bán toàn ông ăn xong toàn ông rửa thôi. À. Đây Pết, Pết phải cố gắng Pết, chỉ khó hơn nữa. Pết lười á. Này là bánh bông lan. Ông có mua kẹo là lựa chọn những cái gói kẹo mà mềm nhỉ thì ông ăn được. Còn nếu mà kẹo cứng thì ông không ăn được vì răng ông nó đang đau. Này lấy mứt tết rồi. Chị hàng ông nhận bớ. Ừ. Cái này nhận được kia đi. À, thế kêu chứ ông chị hàng nhận. Thế chị hàng chú mai từ toàn. Ông bảo là ông còn cũng không ăn được nhiều. Em có phải là kẹo này này thì mua một ít để mà cho có không khí Tết. Ừ. Thì hai ông cháu ấy. Mấy hai ông cháu chúc không khí Tết. Mới cái cả đi về thằng Diệm mà. Ừ. Không tiểu hoài mình chờ này cống. Hả? Không tiểu hoài mình chờ này cống. Đánh mình ra là đúng tôi ra. Mình tôi ở đâu? À. Cháu muôn lòng nhá. Hả? Cháu muôn lòng nhá. Tao lòng cháu. Ông à, y hoi như máy tại cái này này hết y chiếu bớt. Lồng ông như trên máy à? Ừ. Lồng y chiếu máy tại cái này. Chiều là máy che phun ông úi. Ê phun theo ông pia pia để mà ông ở lồng hải hoan xe máy bớt. Siêu lồng chìm bớt. Ừ. Nên có dịch cho ông là ngày hôm nay thì chúng em có là sử dụng cái tiền của ông là mua những cái này này là hết tổng là 2 triệu và đưa cho ông thêm là 500 nghìn nữa. Và hiện tại chúng em đang giữ giúp ông là 2 triệu rưỡi nữa để mà qua Tết là xem ông có cần mua cái gì thì sẽ sử dụng cho ông. Em bảo là ông phải cất tiền cẩn thận. Nè, siêu chỗ pe pe. Ừ. Hai chiếc cháy ní, mình cùng che. Ừ. Để có mình cháy, có máy mới bị tiền dưa nữa. À, máy hơi bình kêu dưa nhớ. Hẻ mê hả? Huê, máy nhá. Kè à? Ờ nhá, chặt ông cần mình hay máy bớ. Ừ. Ừ. Máy mà huê nhận nhớ rồi. Ông biết xin nhờ, ông hai bây giờ còn tôi à, tôi sợ. À, này em có hỏi là ông còn gạo ăn không? Ông bảo là có, hôm trước là ông cũng xuống xã, ông cũng nhận gạo. Ông bảo là chắc hôm nào ông đi mua thêm một tí gạo nêm để mà ông gói bánh. Ừ. Tết đấy. Nhưng như mình cùng treo không? Anh Thành giúp ông thả gà đi nhỉ? Đi thả lại. Mình cùng treo không à? Để đấy đâu. Cùng treo. Ừ. Này là chúng em mua cho ông là đấy tổng là 5 con gà, mua thêm cho ông nuôi bởi vì là em thấy ông nuôi gà chăm gà rất là khéo. Này ông như cái mé à? Ông bảo đúng rồi, ngô của ông đấy. Này con gà ăn này. Trước là cái chuồng gà của ông sập xệ lắm rồi. Thế là ông đã sửa lại ở đây. Đốt vào 2 ngày nhá. Nhà ông căn mình phúng nhỉ nhỉ. Bé quá nhỉ. Tao quần chứ che được khoảng ít ít chỉ hoi tao phúng ngô. Ông thả đi nhá nào. Như vô đồ chứ cháu nha. Ừ. Ừ. Hôm nay chúng em mua cho ông là một con trống và 4 con mái. Mấy cái gà mái nhìn nhiều một chút để ông có thể có trứng để ăn.
Gà đẻ trứng nhiều thì ông mới ăn trứng, không lâu lâu mới được một ổ là ông tiếc lắm, ông xót lắm. Ông tiết kiệm ông lại không ăn. Bảo ông là ông có gà sống to thì ông sẽ thịt con này cũng được. Ừ. Còn thịt con gà của ông ấy. Chết rồi mẹ. Ông đuổi đấy. Mấy phun cái mẹ đi nhặt bớ. À giống như đợt nọ vậy. Ờ đấy, ông bảo là ui vậy thì cái này có gà vậy thì đến tên là ông mổ mấy con kia ăn. Đấy, không có, ông không dám mổ đâu. Đấy, ông không dám mổ, ông tiết kiệm. Ừ. Đây ông ạ. Cảm giác là ông già và ông yếu hơn những cái năm trước rồi. Bảo ông làm ít thôi để ông làm ít lại ông phải kiểu vệ sinh đi. Vệ sinh nhà cửa thì mới không sinh bệnh. Nói nhiều tiếng thì bảo ông. Vâng, tại vì là từ trước đến giờ ấy thì đấy ông ăn ở là cũng gọi là chưa có được vệ sinh cho lắm. Ngày xưa là lúc mà vợ chồng em còn mới biết ấy, lúc đấy là ông còn không làm gì, cứ nằm vậy một chỗ thôi. Nhưng mà từ khi mà có các mạnh thường quân quan tâm và giúp đỡ được ông xây, ông có cái nhà mới và có thêm gà để mà nuôi thì ông đã đi làm nương và chăm thêm gà. Bây giờ là ông chỉ cần sạch sẽ hơn là mừng lắm rồi. Ừ. Ông vườn trong à? Ông rất là chịu khó luôn đấy. Ông phải chịu khó cơ, không á, ông làm được gà nhiều, ông lại sinh bệnh ra, là không được. Đấy, cũng dặn rồi, chắc tí lại phải dặn lại rồi. Thấy gà đẩy cá đấy ông ạ. Đây ông ơi. Đây. Tối ông phải mở cửa cho mấy con gà kia vào nhá. Ta vào nhá. Vâng. Hai ngày anh thấy hết tài hoàng trụ khoai tài phun nước tẩy che biểu. Tầm chiều chiều mới thả không ạ? Hiện mà chưa còn thăm nha. Chưa có. Ừ. Ngoài mà chưa còn ạ. Một khi anh ở mập đi rồi. Ở mập đi rồi chưa còn. Cho chén non là piano. Thế nhá. Chọn chén non là piano chưa có. Đây ông bảo là hôm trước là ông bán một con gà trống, bây giờ ông còn 4 con gà trống kia và thêm con này là 5 con. Nhụ đi nhà ông như nhà muốn nè tái non nhận bớ chị Hằng à tái non nhận. Ông mải che nha, hay chặt mải non pia mà. Hả? Mà y chỉ non pia bác nha, ông mải xăm nha. Mải tay siêu chứ chỉ hoi mải buồn ăn cả mẹ. Che. Ừ. Ôi, cái đồng che mày, thứ nhất non mỏ. Ông bảo là con gà to thì còn 11 con. Nên em có đang gạ ông là ông bán bớt cho mình mấy con. Để mà sang năm là ông còn có tiền để mà mua phân cho ngô. Thế ông bảo gà sống còn 4 con đấy đó. Đây, gà trống còn 4 con. Hả? Chứ còn hô phê phải. Gà to hả? Rồi. Chứ còn hô phê phải. Khai con khai con hô rồi nha. Gà trống toàn gà trống to. Vâng, mà che mà. Bây giờ chắc không mà phải. Mà kia ông nói chứ còn to. À còn có con gà trống con nữa. Ông à hít che cổ ông mại tới che tới cổ hến khu. Hiu nha. Nhưng có bảo là ông là cái con gà bây giờ của ông là già rồi thì ông bán đi, không là để già quá nó không ngon, nó dai thịt quá thì không ăn được. Tớ nhá Duấn ô, đừng tiếp. Ông à, hết năm thảo hiếng ấy, ông phút phương dành đau bá ông à. Giàu dành nhân hay, giàu dành nha, giàu gót, giàu xin hay bá. Nhưng có dặn ông là bây giờ sắp Tết rồi, ông dọn nhà này xong rồi tắm rửa sạch sẽ đi. Dồ dành nước hầu nữa hay ô. Ông có dặn ông về giặt cả giặt cả quần áo, ông bảo là ông giặt xong lại không khô, để cái mùa này nó chưa hết rét nên là nó vẫn còn mưa nhỉ, nhưng quần áo giặt nó sẽ lâu khô hơn một chút. Ní ông à, hãy tế phút phút đánh đau bớt kinh nghiệm này là hôm hay ní. Ông bảo là mấy nữa ông mới mới mai rủ ngào biết nhé, tại ông hay ông cần mái bớt nhá. Anh ơi, giao phát bây giờ một con bao nhiêu nhỉ? Giao phát á? Vâng. Thì thôi, 50.000, 45.000. Hưng, chỉ chín phê chìm chín tới to. Phát được thì tầm 40-50.000. Độ khoảng hưng chỉ chín hoặc là phê chìm chín. Gì vậy? Phát chỉ chín vẫn phải em bền, ông máy ủ hộ độ khoảng phê chỉ chín hộ nha. Ông bảo là chắc 30.000 nữa, em bảo là 30.000 chắc không thành. 30.000 nó mỏng lắm. Phát chỉ chín nó bịa hẻm bền. Ông mai phê chìm chín. Thế thì hả?
Ừ, tôi lau thế nhỉ. Ừ, đều quá à. Ừ, đều quá đây, cái 30.000 đấy này. 30.000 chỉ phát cỏ lấy kinh thôi. Ừ, thế thì tính rồi, cơ giỏ. Ừ. Bây giờ thì ông sẽ cân đồ. Chẳng hoài phiêu dễ dành phiêu bác ông à? À. Hay chẳng như tay mạng cầu ố? Như phiêu đồ. Ừ. Như bỏ phiêu thật chơi mình cũng là rẻo á. Ừ, hít phiêu cho tụ nha. Em có bảo là mai ông dọn nhà đi không, em có xe lên kiểm tra ông bảo là thôi được rồi, tí ông làm luôn. Để gì đó. Hứ? Chẳng như là đi rồi. Ừ, lát đi này, ông mai nha, lát đi. Cái này bước gì là sẵn. Ừ, bốn tay tôi như hai sáng làm dạy tay mình kẹ. Anh chè lỗ hôm hãy. Anh bảo kia hết thời gian hổ. Ông bảo là còn 4 hôm nữa là đến Tết rồi. Này chắc cho ông khắc cất thôi. Hà nay hoắn lồng ấy, ăn quải phăng. Ôi dồi, trên gác của ông là cũng nhiều đồ lắm mà. Ông chủ nhầm dạch nha, nhầm dạch hết từ phút bèn ấy, hiu nha. Ừ. Trời ơi, có ông nhầm peo ấy, chủ dạch nha. Bùa lồ hôm hết từ phút bèn à. Ông nè. À, em có dặn là ông phải ở sạch vào, không là bẩn quá là bị ốm đấy. Ông cứ phải ừ rồi. Mau nha, để cầm chữa hỏi. Nhẫn, cái nhẫn là chưa? À, cái này không phải là hoa, cái kia mút ra đây. Gốc chuối. Là khu à? Khu quá. Ừ. Không phải khoai mòn à? Không phải khoai mòn, mẹ em nhầm. Ngon đấy. Ngon đấy à? Chưa? Khoai, khoai chứ. Không phải khoai. Không phải khoai sao ăn được? Không biết được, hay lấy một củ của ông, mua một củ của ông về ăn thử đi. Củ chuối, cái này gọi củ chuối chứ. Ông nó non ha. Ông non ha mà. Này, ông ngoài kia bác, con xin. Ui, mình buồn ra đấy mà. Ông bảo là em có ăn lấy hết đi. Nó là con phụ đông nhận nè. Nhìn đi xin, chỉ non mà. Nhìn cũng đông. Nó là bác, tự cầu nhận nhận, ông điều cho em nhận. Có tình đâu nha. Đấy nhắn tôi là. Hay là liệu phép rồi nhắn nha. Nhắn tôi sẽ cho ăn cái nào kỳ nhắn, tôi ăn của peo. Mất hai to nìm à. Tại cái này nó mất hai to nìm ông nha. Ông cầm gì hai to nìm à. Buồn nè. Nó tôi nuôi hành trình, vừa là hôm hết tôi nuôi hành trình. Cho đi chẳng chết, tôi sẽ dầu rửa bát, rào dịch búa. Bà ông áo bẩn đây này, bà ông này, bẩn quá. Chăm qua đi như vừa đổ quay là hai này, cho quay là hai. Tạm chết hay. Rào dịch hiên. Rửa mặt nữa. Như hay là quay rồi nhá, thế này. Ừ, hay tay cân mình hay mài, bốc phun trên nhà. Bà áo. Sẽ cân mình hay mài rồi. Bà áo quần của ông kìa, như thế không được rồi. Là hai đi như rồ dịch nhận, rào dịch xin. Bà bẩn quá. Chấm chô, ông gói gọi, bảo ông lại, ông gói bảo ông là móng tay móng chân thì cắt đi. Tắm rửa, rửa mặt sạch sẽ vào. Ông thèm không nói phúc đẹp không, không bảo ông thay quần áo à? Có, bảo ông thay quần áo xem là những cái đồ này ở ông để ở trong nhà, cái này nó không có được gọn gàng thì ông để ra ngoài, không có ai lấy của ông đâu. Ừ. Ông cứ gật đầu thôi. Bảo mang hết ra bên ngoài đi. Ừ, đi lấy cái chân, cái này thâm này ông à. Ông cứ cái gì mà ông cảm thấy là dùng được ông mang hết đi nha. Với pet kia đi học được mà không biết sạch sẽ. Hôm nọ mình đã dọn cho một lần, mình đã nhắc rồi. Đấy, đã nhắc nhở em pet rất là nhiều lần rồi. Mà như này mà vẫn ông thì thông cảm cho ông được, nhưng mà pet thì phải không. Thì em có ý xin phép là đi về thôi ạ. Không biết nói gì, thật sự là rất là cảm ơn quý cô bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Còi La Linh.